Nó đứa nào cũng hai mươi mấy gần 30 tuổi rồi mà mê cái gì không mê, mê pizza. Mà không dẫn tụi nó đi là tụi nó đình công không chịu làm, coi chịu nổi không. Thích thì anh dẫn mấy chú đi, ok bây giờ chọn ăn pizza ở đâu? Ok, vẫn là The Pizza Company đúng không? Ok, chơi thì chơi chứ anh đâu ngại mấy chú. Ba cái này thì anh cho mấy chú ăn mỗi ngày. Biết sao mà mở mạnh miệng không, nói thật chứ. The Pizza Company nhìn sang sang vậy thôi chứ giá em nó rẻ lắm. Phần salad này là cái món khoái khẩu của thằng Bi, lần nào ra đây nó cũng order cái món này hết. Còn bụng mở có order thêm một phần pizza tứ vị du xuân, rồi thêm một phần gà Hàn Quốc nữa, thế là cuộc chơi bắt đầu. Sao nói cái phần pizza này không những ngon mà còn đầy đủ các loại topping, nào là bò, gà, heo và hải sản có luôn. Còn chưa kể là xung quanh bánh còn có một chiếc viền phô mai ăn bảo đảm nứt ngay con gà tây. Còn riêng phần gà Hàn Quốc thì bên trong thì thịt mềm mại, bên ngoài thì lớp bột giòn. Chưa kể cái sốt gà và sốt nước chấm mà mỗi em đều có một hương vị nồng nàn riêng. Tao nói nó vừa cay cay vừa mặn mặn vừa béo béo, ăn một lần là ghiền. Còn riêng về khoản nước thì bụng mỡ order 2 ly nước, một ly là soda bưởi hồng phát tài, một ly là soda dừa dứa đủ xài. Còn ông nội này lớn rồi mà tối nay uống Pepsi. Tao nói tổng thiệt hại chưa hết 800 cành, đúng là The Pizza Company quá đỉnh. Vừa ngon vừa no vừa sang thì chỉ có thể là The Pizza Company. Còn mọi người thích ăn gì ở The Pizza Company nè?